Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa quý vị, với hơn 1.000 xe taxi hoạt động trên địa bàn, làm thế nào để các tài xế, các chủ doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách chấp hành các quy định của luật an toàn giao thông đường bộ? Kiểm tra đo nồng độ cồn theo tiêu chuẩn quốc tế có điểm gì mới? Đó là những thông tin sẽ có trong chuyên mục An toàn giao thông ngày hôm nay. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị bắt đầu theo dõi. Con mong được lớn lên trong niềm yêu thương gia đình với sự chiều mến của bà để dạy con bao điều hay. Con mong được bao dung như ba để luôn mỗi bên hỗ trợ con. Và dịu dàng như mẹ, con tin. Nếu con chăm chỉ và nỗ lực hết mình, con sẽ có một tương lai tươi sáng và là niềm tự hào của cả gia đình. Đó là mơ ước chưa được thực hiện của một học sinh xuất sắc. Hãy đội mũ bảo hiểm để không phải hối tiếc. Thưa quý vị, cuối năm cũng là dịp mà trên địa bàn thành phố Đà Lạt diễn ra nhiều sự kiện lễ hội lớn. Nhu cầu sử dụng phương tiện taxi để đi lại vì thế cũng tăng cao. Để hoạt động này đi vào ổn định nề nếp, mới đây Công an thành phố Đà Lạt đã tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Các lái xe của 7 hãng taxi đã được Công an thành phố Đà Lạt tuyên truyền phổ biến các quy định liên quan đến trật tự an toàn giao thông. Cảnh báo tác hại mức độ nguy hiểm của việc sử dụng chất kích thích, ma túy đá, nồng độ cồn vượt quá mức quy định của người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông. Ngoài ra, đội ngũ lái xe taxi còn nắm bắt được một số nội dung cơ bản của Nghị định 46CB về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đường bộ, phân tích nguyên nhân các lỗi dẫn đến tai nạn giao thông như lấn tuyến, không nhường đường cho xe đi ngược chiều, phóng nhanh vượt ẩu. Thông qua các buổi tuyên truyền đã giúp những thành viên của Ban An toàn giao thông và đội ngũ lái xe của các hãng taxi hiểu và nâng cao hơn nữa ý thức trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Bên bộ phận an toàn giao thông là hàng ngày vẫn đi kiểm tra, chỉnh đốn lại mọi vấn đề về tắc phong rồi về an toàn giao thông, và vừa qua thì cũng được công an thành phố Đà Lạt mở lớp hội nghị tập huấn về an toàn giao thông. Trong đó có lồng ghép thêm về ma túy và hình sự thì để nâng cao về cái kiến thức và trình độ anh em càng ngày càng phát triển, để hợp tác xã càng ngày càng vững mạnh. Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Lạt, số lượng phương tiện taxi chiếm tỷ lệ khá lớn với khoảng 1.000 chiếc. Tuy nhiều, nhưng vào mùa cao điểm du lịch, mà nhất là dịp diễn ra các sự kiện lớn, vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu vận chuyển hành khách. Trong cơ chế thị trường, các hãng taxi cạnh tranh đôi lúc đôi nơi, không tránh khỏi tình trạng tranh giành khách, dẫn đến phóng nhanh vượt ẩu hay đậu đổ dừng đón trả khách không đúng nơi quy định, vi phạm các quy định của luật an toàn giao thông đường bộ. Theo số liệu, từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố xảy ra 19 vụ tai nạn va chạm giao thông liên quan đến xe taxi. Lực lượng công an cũng đã kiểm tra và xử lý 637 trường hợp xe taxi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Với hơn 1.000 đầu xe và hơn 1.500 nhân viên lái xe của 7 hãng taxi này, thì chúng tôi tập trung tuyên truyền vào những nội dung sau đây. Một là tuyên truyền về cái ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ đối với người tham gia giao thông, nhất là đội ngũ lái xe. Hai nữa là tuyên truyền về cái ý thức tự giác chấp hành, làm giảm đến mức thấp nhất các cái vụ tai nạn và vật giao thông xảy ra. Ngoài việc tham gia các lớp tuyên truyền các kiến thức liên quan đến an toàn giao thông, công tác quản lý đối với lĩnh vực này cũng được các hãng taxi quan tâm, nhắc nhở thường xuyên đối với các tài xế chấp hành nghiêm nội quy của đơn vị với nhiều cách làm hay. Và đối với việc công tác an toàn giao thông thì bên công ty chúng tôi thì có thành lập ban an toàn giao thông và thành lập ra một đội thanh tra lưu động. Thanh tra lưu động này thì có đóng vai trò như một cảnh sát giao thông, thì có thể xử phạt lái xe vi phạm. Qua đó thì chúng tôi kết hợp với đội giám sát hành trình, thì đội giám sát hành trình này là để xem hành trình xe và xem những xe lưu hành quá tốc độ để chúng tôi xử lý kịp thời. Song song với công tác tuyên truyền thì chúng tôi chú trọng đến mức công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, nhất là những cái lỗi đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông phóng nhanh, vượt ẩu.
và có cái chuyển hướng đột ngột dễ xảy ra các cái vụ tai nạn giao thông, thì chúng tôi sẽ tuyên truyền sâu rộng về cái nghị định 46 chính phủ và luật giao thông đường bộ để cho từng lái xe chấp hành tốt cái luật giao thông đường bộ để đảm bảo cái trật tự an toàn giao thông chung trên địa bàn thành phố. Để hạn chế đến mức thấp nhất ùn tắc kéo dài ở các tuyến đường trên địa bàn trong dịp cuối năm, Công an thành phố Đà Lạt đã chủ động xây dựng các kế hoạch phương án cụ thể để phân luồng điều tiết giao thông. Trong đó, việc tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền các vấn đề liên quan đến công tác an toàn giao thông để nâng cao ý thức xây dựng nếp sống văn hóa khi tham gia giao thông cho đội ngũ lái xe là hết sức cần thiết. Việc thực hiện đồng bộ các giải pháp sẽ góp phần đảm bảo an toàn giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách nhân dân khi đến tham quan nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, Lâm Đồng. Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến luật giao thông đường bộ, thời gian qua, đội cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Lạt đã xây dựng nhiều chuyên đề tăng cường công tác tuần tra, chú trọng xử lý các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Mới đây, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh và Công an thành phố Đà Lạt đã phối hợp kiểm tra đo nồng độ cồn theo tiêu chuẩn quốc tế. Khác với kiểm tra nồng độ cồn thông thường, hình thức kiểm tra nồng độ cồn theo kinh nghiệm quốc tế đơn giản và thuận tiện hơn, rút ngắn thời gian đối với những trường hợp không vi phạm, thân thiện với người dân và giúp tăng hiệu suất kiểm tra. Theo quy chuẩn trên, nơi kiểm soát được bố trí hàng chục cọc phản quang hình chóp nón bằng nhựa phân làn, có xe chuyên dùng báo hiệu nhằm đảm bảo thuận lợi cho việc tổ chức triển khai kiểm soát xử lý vi phạm, tránh gây ùn tắc giao thông. Khi tới vị trí kiểm tra, một cảnh sát giao thông sẽ thông báo việc lực lượng chức năng đang tiến hành kiểm soát vi phạm quy định về nồng độ cồn. Đồng thời với các loại xe tải, xe khách kích cỡ lớn, cửa xe cao, các chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ ra hiệu cho tài xế xuống xe. Với xe ô tô 4-7 chỗ ngồi, cửa xe thấp, tài xế chỉ cần quay kính xuống là có thể kiểm tra đo nồng độ cồn. Tổ công tác sử dụng máy đo nồng độ cồn có ống thổi để kiểm tra, xác định mức độ vi phạm. Khi máy phát hiện tài xế có nồng độ cồn vượt quy định, tài xế mới bị yêu cầu xuất trình giấy tờ, lập biên bản xử lý theo quy định. Tiến hành chuyên đề kiểm tra nồng độ cồn từ 1-2 buổi trong tuần để kiểm tra đối với người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố. Qua đây, một mặt nhằm nâng cao ý thức chấp hành luật của người điều khiển phương tiện, mặt khác là hạn chế những nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông đáng tiếc, đặc biệt là những nguyên nhân dẫn đến tai nạn cho người điều khiển vi phạm đo điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Trong một lần ra quân đo nồng độ cồn theo tiêu chuẩn quốc tế mới đây, có gần 60 xe ô tô bị kiểm tra. Trong đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản 9 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, vượt mức quy định với mức xử phạt 2 triệu đồng và cao nhất là 17,5 triệu đồng. Những cái tháng cuối năm này là những cái tháng cao điểm mà chúng ta sẽ tiến hành là sơ kết, tổng kết và liên hoan, vân vân. Thì đây là một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta sẽ sử dụng rượu bia nhiều và một trong những cái nguyên nhân để tiềm ẩn những cái tai nạn giao thông mà có thể xảy ra. Trên nhà chúng tôi sẽ đồng loạt ra quân và thực hiện quyết liệt thường xuyên về cái chuyên đề nồng độ cồn này. Để hạn chế tình trạng uống rượu bia khi tham gia giao thông một cách hiệu quả, các ngành chức năng cần tăng cường các biện pháp kiểm tra, tổ chức nhiều đợt ra quân xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm sau khi đã uống rượu bia, đồng thời trang thiết bị đo nồng độ cồn đảm bảo đạt tiêu chuẩn, tăng chế tài xử phạt vi phạm. Bên cạnh đó, công tác giáo dục người tham gia giao thông kết hợp với tuyên truyền rộng rãi các quy định về nồng độ rượu bia khi điều khiển phương tiện cơ giới tham gia giao thông cũng cần được quan tâm, để từ đó giúp người dân hiểu và tự nguyện nói không với rượu bia khi điều khiển các phương tiện giao thông. Phần cuối chương mục như thường lệ, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video clip Tôi yêu Việt Nam do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cung cấp. Nguyên Khai xin kính chào quý vị khán giả. Chúng ta đã cùng trở lại với chương trình Tôi yêu Việt Nam, phiên bản Người hùng thầm lặng. Quý vị thân mến, trên tay của Nguyên Khang là cuốn sách Cuộc đời sau tay lái. Đây là cuốn sách do Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đầu tư in ấn và phát hành. Cuốn sách với đề tài nóng hổi về an toàn giao thông. Điều đặc biệt Nguyên Khang muốn chia sẻ với quý vị đó là cuốn sách này được viết nên bởi một người tài xế và nội dung của nó là những tình huống giao thông thực tế mà tác giả đã chứng kiến trong công việc hàng ngày của mình. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ người tác giả và cũng là người lái xe này, quý vị nha. Trong cái giai đoạn đó, là cả nước rộ lên nhiều cái vụ tai nạn thảm khốc đó, với nhiều cái lý do không đáng có. Mà với một cái người lái xe lâu năm, mình thấy rằng là nó chỉ sơ suất một tí thôi. Nếu mà lái xe chú ý thì sẽ không có những cái sự đau thương đó xảy ra. Vậy là mình nghĩ đến là những cái bài viết để cho độc giả đọc biết được, và nhất là về cảnh lái xe. Cái điều trước tiên là làm sao đó để là người đọc, nhất là anh em lái xe,
phải biết được những cái nỗi đau thương của là những cái vụ tai nạn, nhất là trước tiên là bản thân của mình phải gánh chịu, sau đó là những cái đau thương của nạn nhân. Và kiến thức này không phải riêng gì của mình đâu, có nhiều người bảo anh 30 năm cầm lái thì chắc là cái kiến thức này là chắc là học từ của anh hết hả? Không phải, tôi lái xe với gần ấy năm, bạn bè lái xe rất nhiều, thì những cái tình huống xảy ra anh em thường thường là trao đổi cho nhau để có những cái kinh nghiệm. Lúc này tôi mới run, tự hỏi nếu anh ấy không thức dậy kịp thời để la lên thì chuyện gì sẽ xảy ra với mấy cô cậu học trò. Những tà áo trắng hồn nhiên kia chắc chắn sẽ nằm dài trên đường rồi. Thì ra giấc ngủ trắng là vậy. Tôi sực tỉnh hoàn toàn. Đó là bài học lớn mà mãi về sau không khi nào tôi chạy thêm nữa khi đã có hiện tượng buồn ngủ. Trong cái quá trình thu thập tư liệu á, thì mình có một cái người đồng nghiệp kể cho mình nghe rằng rằng là họ chở quá người rồi gây ra tai nạn. Đó là lúc là anh ta mở nhạc rồi đằng sau các cái vị khách là quá khích nhảy theo cái điệu nhạc, cái tay tác động vào là tay lái của tài xế, vậy là khiến anh tài xế lạc lái gây ra tai nạn cho các xe khác. Quý vị khán giả thân mến, Cuộc đời sau tay lái có lẽ là cuốn sách hiếm hoi về an toàn giao thông mà tác giả là một người cầm lái lại được đông đảo độc giả, nhất là cánh tài xế đón nhận. Thế nhưng để từ những trang viết trở thành một quyển sách rồi lan tỏa đến mọi người cũng là cả một câu chuyện dài mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu vào tập phát sóng sau của chương trình. Tiếng xin một lời, tôi yêu Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục an toàn giao thông kỳ này xin được khép lại tại đây. Chuyên mục do Đài Phát thanh Truyền Lâm Đồng phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng thực hiện với sự đồng hành của Lado Taxi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.